Rồi, xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Thì cuốn video mới ngày hôm nay, hiện tại Thanh Phú đang ở thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Đây là vườn cây của em Cảnh Bonsai. Thì hôm nay em Cảnh cũng chia sẻ gửi đến quý vị một số tác phẩm cây cũng tại vườn nhà. Để đi đến buổi giao lưu thì Thanh Phú dạo một vòng vườn cây của em. Mời quý vị cùng anh chị em mình cùng ngắm, cùng xem. Chào em. Chào anh Thanh Phú, chào tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Ngày mới nhà vườn Cảnh Bonsai xin chúc cho tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ lựa chọn và tìm cho mình những tác phẩm bonsai ưng ý để về mình trang trí cho ngôi vườn của mình, ngôi nhà của mình ngày càng sinh động hơn. Và bây giờ thì xin mời quý anh em vào bên trong để nhà vườn được phép chia sẻ những tác phẩm chi tiết hơn của vườn nhà đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Anh em nào hợp nhãn tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên và alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để chúng ta cùng nhau sở hữu những tác phẩm đẹp ạ. Mời quý anh em ạ. Rồi, tác phẩm đầu tiên nhà vườn Cảnh Bonsai muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một món ăn đặc trưng của miền Trung. Đây là một tác phẩm Hải Châu nha quý anh em nha. Tác phẩm Hải Châu. Cây Hải Châu phong tranh rất đẹp nha quý anh em nha. Cây Hải Châu dáng tranh. Đó, rất là điệu. Cây khá to nha quý anh em nha. Cây này khá to. Cũng còn một số quả cuối mùa. Còn một số quả với một số hoa cuối mùa nha quý anh em nha. Đây là một tác phẩm Hải Châu phải nói cây phong tranh phải nói rất là điệu. Đây là một cái phong tay của nước ngoài nha quý anh em nha. Rồi, nhà vườn xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm Hải Châu. Rất to. Thành bề là 1m1 nha quý anh em nha. 1m1. Hoàng đế. Thành bề là 1m1. Cái đo cái thân của cái phong tranh hoành ở phía trên này nha quý anh em nha. Cái phong hoành ở phía trên này 30 nha quý anh em nha. Thân 30. cái thân trên này là 30 này. Cái tay hoành này là khoảng nó tầm 20 quý anh em. Đó. Tay hoành bên dưới là khoảng 20. Chiều cao 8. Chiều cao là 60 nha quý anh em nha. Cao 60, tán Cao ngang. 60. Tán ngang 1m25 quý anh em. 1m25. Tán ngang Đo 1m25. đo kích chậu luôn. Đang nằm trong một cái chậu Trung Quốc vuông. Chậu này chậu Trung Quốc loại 1 đây quý anh em. Có đường kính 50 nha quý anh em nha. Đường kính 50. 50 vuông. Rồi em xoay ít dòng nữa đi. Rồi đây là một tác phẩm Hải Châu nha quý anh em nha, cây một bệ nha quý anh em nha.
một bề, có những cái đường thân đi rất dẻo, rất uyển chuyển nha, những cái co đi rất dẻo. Tác phẩm này nhà vườn muốn giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước, giá là 23 triệu nha quý anh em nha, 23 triệu cho tác phẩm Hải Châu này. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo lên cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc cho quý anh em mình nha, nhà vườn có ship hàng toàn quốc cho quý anh em mình. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Một cây Hải Châu không tranh rất là to nha quý anh em nha, đứng vào đối xứng với anh em mình luôn, dễ hình dung luôn. Cây này rất rất là to đây, cây phong tranh rất đẹp. Giao lưu 23 triệu, giao lưu giá tại vườn cho quý anh em mình là 23 triệu. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc nha quý anh em nha. Tiếp theo là một tác phẩm bồ đề hàng một người B nha quý anh em nha. Cây rất độc là đáo nha quý anh em nha. Đó, một cây bồ đề rất là độc đáo. Cây này thì nói tới độ già của nó thì thôi anh em mình chơi biết rồi nha. Già vàng hết rồi. Già tinh toát luôn. Lên màu vàng đồng rồi này. Đó. Những cái cây đề này thì không có cái nắng nào mà cháy nổi nữa. Những cái đề mà tầm này rồi thì cháy, nắng cháy rồi không nổi rồi anh em. Đề với lại xanh mà khi nó già rồi nó cháy không nổi nữa. Nén rồi là cháy không xi nhê gì, nó không bao giờ cháy được. Cái bộ đề rất độc đáo nha quý anh em nha, đẹp cả hai mặt đó. Cái hàng cắt giật nha quý anh em nha, cái đề hàng làm theo lối cắt giật rất độc đáo. Cái này thì giờ chơi rồi vót ngọn luôn, hàng bưng bê rất là đẹp nha quý anh em nha, liền làm rất là đẹp. Rồi anh em xem kỹ coi nha, cái này đẹp hai mặt luôn nha. Đó, rồi anh em xem kỹ coi. Nhà vườn xin phép đo thông số kích thước của cây đề này, cây một người bơ nha quý anh em nha. Đế 70 quý anh em, Hoành 70. đế là 70, hành đo ngay chỗ cái eo này nha quý anh em nha, 43 nha quý anh em nha, 43. 43. Chiều cao là 48 nha quý anh em nha. Cao 48. Chiều cao là 48. Tán ngang là 42 quý anh em. Tán ngang là 42, đang nằm trong một cái kỹ Đồng Nai. Có kích thước phủ bì là 40. 41 quý anh em. 40 30 á. 30 nhân 40. Anh em xem kỹ tác phẩm này. Tác phẩm này nhà vườn muốn giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước là giá 6 triệu 800 ngàn quý anh em. 6 triệu 8. Dạ, 6 triệu 800 ngàn cho một cây đề rất là già, nghệ thuật cao. Hàng cắt giật nha quý anh em nha. Cắt giật mà cây nó liền bưng hết rồi. Đây này, cắt chuyển hết này, toàn bộ này. Đây này, cắt một phát này, đây là máu thiệu rồi nè anh em. Máu này, lên đây dứt phát nữa này. Máu này, chuyển qua đây. Cắt đây cái nữa anh em. Bắt đầu chuyển lên đây cái nữa, lên đây cái nữa này, rất là mất nhiều công phu lắm nha anh em nha. Cái này nhìn ở ngoài chi tiết á anh em mình mới thấy, anh Tú đưa gần mấy là anh em người ta xem những cái đoạn này là đây, anh em. Đó. Anh em nhìn kỹ những cái đoạn này mới thấy được cái độ chi tiết của cái này. Đây người ta cắt phát đây, người ta chuyển lên đây này. Ta chuyển qua đây lên này cắt phát nữa nè. Đó, cái này xưa đầu tiên là cắt đây. Đó, lên này là cắt đây, chuyển qua đây. Đây, cách đài phát chuyển lên đài quý này, lên đài cách phát nữa này, chuyển qua đài này cách phát nữa này. Đó, bắt đầu lên đài cứ cách chuyển dòng quý này, cách chuyển dòng mà tất cả là liền hết rồi nha. Đó, đang nằm trong một cái kỷ cũng rất là đẹp. 6 triệu 800 ngàn cho một cái cây bồ đề như thế này, rồi rất dè. Rồi anh em xem kỹ coi nha. Tiếp theo là một cây xanh hàng bàn trà như quý anh em nha, cây xanh quê hàng bàn trà, cây cũng rất là nghệ thuật như quý anh em nha, cây cũng rất là độc đáo, đang ôm một cái ngôi tháp như quý anh em nha, đang một cái ôm một cái tòa tháp, đó, cây cũng được xây dựng rất là độc đáo, tác phẩm hàng bưng bê bàn trà như quý anh em nha, đó, đây là cây xanh cũ nha quý anh em nha, đây là một cây xanh con nuôi từ hạt lên đây, cây này là cây xanh hạt nha.
Đặc biệt là mình nhìn thấy củ nó này. Đó, nó có cái củ này, những cây xanh hạt là nó có củ nha quý anh em nha. Đây là một cây xanh từ hạt lên đây. Đó. Cây này là cây xanh hạt nha. Đó, được làm cũng rất độc đáo, ôm một cái tòa tháp đây. Cây xanh mini hàng bàn tre. Giá cũng rất là hợp lý cho anh em mình để sở hữu tác phẩm này nha. Thành đế của cây này là 60 58 quý anh em nha. 58. Thành đế là 58. Đo phần eo ra nhau quý anh em nha. Năm mươi nha quý anh em nha. 50. 51 mà làm tròn 50 luôn á. Chiều cao là 45 nha quý anh em nha. Cao 45. Chiều cao là 45. Tán Tán ngang ngang là 44 quý anh em. 14. Tán ngang là 44, đang nằm trong mỗi kỹ. Có đường kính phủ bì là 33 quý anh em. 33 23. 23, 33 53. 23. Nhà vườn xin giao lưu đến tất cả quý anh em. Tác phẩm xanh này có giá là 3 triệu 500 ngàn nha quý anh em nha. 3 triệu 500. 3 triệu rưỡi, 3 triệu 500 ngàn giá giao lưu tại vườn cho một tác phẩm xanh quê nghệ thuật như thế này. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho nhà vườn nha. Thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc nha quý anh em nha. Anh em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ alo cho em. Tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em là một tác phẩm xanh nữa nha quý anh em nha. Tác phẩm xanh vẫn tiền giống như đang rơi xuống một cái trên một cái ngọn núi rơi xuống này quý anh em, rất độc đáo, cây được tạo tác rất độc đáo, cây rất vàng quý anh em, ôm hết một viên đá thấm thủy đã ngã màu thời gian quý anh em. Cây này lại coi người ta thả nước anh em, người ta chơi người ta thả nước đó. Cây một cây dáng huyền từ trên một ngọn núi bay xuống quý anh em nha. Đó, đường cò phải nói là rất nghệ thuật và nó cực kỳ vàng quý anh em, rất vàng. Rồi anh em xem kỹ tác phẩm nha. Tác phẩm xanh quê, tác phẩm xanh quê rất là nghệ thuật nha quý anh em nha, rất nghệ thuật đó. Bám đá trịch đá phải nói là cứng nhắc rồi nha quý anh em nha. Cái này thì sách sách lên là rất là bình thường rồi, không ăn thua gì đâu quý anh em. Hỏng lên luôn đó, cứ sách vậy bỏ thả nước chơi thôi. Đường co đi rất nghệ thuật nha quý anh em nha, làm phải nói rất độc đáo, rất là kỹ Rồi, kỹ em càng. báo kích thước. Rồi, anh em coi này, anh em về có thể thả nước chơi ok luôn. Em xin phép đo cái phần đế cả một cái viên đá thấm thủy này luôn nha quý anh em nha. Viên đá này cũng đẹp và quý anh em. Phần bờ của cây viên đá 90 em. Phần 90. 92 em làm tròn 90. 90. Đế trên này nha quý anh em nha. Em đo hình thân luôn đi. Thân là 37 nha quý anh em nha. 37. Thân là 37. Chiều cao từ ở mặt khay lên tới đỉnh luôn nha quý anh em nha. Chiều khay từ mặt khay lên tới đỉnh là 54 nha quý anh em nha. 54 chiều cao. 54. Và tàn phun tàn của nó là 60 nha quý anh em nha. 60. 60 đang nằm trong một cái cây hột xoài có đường kính 50 quý anh em. Chiều dài 50. Có đường kính 50. Đó, anh em xem kỹ tác phẩm này nha. Em kỹ tác phẩm vừa này. Tác phẩm này nhà vườn muốn giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước là giá 4 triệu rưỡi nha quý anh em nha. 4 triệu 500. Giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây là giá 4 triệu rưỡi. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình quý anh em nha. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc cho quý anh em mình. Nên nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ alo cho em.
thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Tiếp theo là một món ăn cũng đặc trưng của anh em miền Trung, cũng là của nhà vườn nha quý anh em nha, cũng không thể thiếu trong các clip của anh Thành Phú. Đó là một tác phẩm xem trái với anh em. Đây là một tác phẩm xem trái. Dòng này thì nhà vườn cũng rất là nhiều. Một cây xem trái dáng trực nha quý anh em nha, trực tranh, rất là điệu, cây rất điệu và rất là già nha anh em nha. Cây này thì cái này là cái do tất không còn của dây nhôm nè, cái này là mình dàn tàn nha quý anh em nha. Cái dây nhôm này dàn tàn thôi, tầm tháng nữa thì mình thả ra được rồi. Đó anh em nhìn cái dàn xương này, cái dàn xương dâm này già trắng hết nha quý anh em nha. Già trái, trái này là mình phải lạch bớt, bỏ bớt anh em, nhiều trái quá nên là lạch bỏ bớt. Đó già trắng hết anh em, cây rất là già. Đó coi xem, phải nói là cái dàn xương dâm mà chấm hết nha quý anh em nha, rồi cực kỳ già luôn, không còn một cọng dây nhôm nè. Cái này cái dây nhôm là mình cân cái tàn này nha anh em nha, kéo lại cân cái dàn tàn lại cho nó cân cái bóng lại thôi, chứ còn toàn bộ ai cũng đã vào hoàn thiện hết rồi nha anh em nha. Rồi anh em xem kỹ tác phẩm nhà vườn, xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này để anh cho anh em mình dễ hình dung nha. Rồi anh em xem kỹ coi nha, xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này nha quý anh em. Cái này nó có hành đế của nó là 60 nha quý anh em nha. Hành 60. Hành đế 60 vì nó có một cái rễ chạy dài ra ngoài này nha quý anh em nha. Đế 60. Hành thân là 28 nha quý anh em nha. 28 hoàn thân. Hành thân là 28, đo chỗ này nha quý anh em nha. Đo chỗ này là 28 nha. Chiều cao của cây là 36 nha quý anh em nha. 36 cao là 36. Tán ngang. Tán ngang 52 quý anh em. 52. Tán ngang 52 đang nằm trong một cái chậu án mây. Đang nằm trong một cái chậu án mây có đường kính là 40 nha quý anh em nha. 40. Có đường kính của mình là 40. Chiều ngang là khoảng 30 quý anh em. 40 30. Đó, anh em xem kỹ tác phẩm nha. Nhà vườn xin phép giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Cây xem trái này giá 8 triệu nha quý anh em nha. 8 triệu cho tác phẩm này. Cây xem rất già nha. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc nha quý anh em nha. Em có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Anh em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh em. Tiếp theo thì quý anh em cũng cố gắng xem giúp nhà vườn vì cây này nó cũng hơi nặng quý anh em, nên mình bưng bê vào trong thì nó cũng hơi bất tiện, nên cũng xin bạn phép là đưa một cái phong lên để anh em mình dễ ngắm nhìn, rồi nhà vườn sẽ chia sẻ cái tác phẩm này đến cho anh em. Một tác phẩm, đây là một tác phẩm lọc vườn nha quý anh em nha. Lọc vườn cây rất già, cây rất già liền lạc nha quý anh em nha, cây liền lạc hết. Bề đế cũng rất là đẹp, cây thì đang cho hoa nha quý anh em nha. Lọc vườn nó khi nó già rồi nó mới đổ hoa được nha. Dòng này thì được một cái là hoa của nó mạch hoa rất đẹp nha quý anh em nha, và dây thì dây đỏ, lọc vườn này dây của nó màu đỏ, hoa của nó cũng rất là đẹp. Tất cả kiểm này là anh em nào mà khi mà nếu giao lưu là nhà vườn sẽ xả dây hết cho anh em mình luôn nha. Tất cả dây là đã nằm yên vị hết rồi nha anh em nha. Rồi to tất cả nuốt kiểm hết phần nửa hết rồi nè. Đó anh em nhìn kỹ đi, nên là cái này thả ra là nằm im ru hết, anh em không phải lo nữa. Đó tất cả khi mà mình nói là mình sẽ anh em nào mà giao lưu được tác phẩm này mình sẽ xả dây luôn, xả dây luôn cái tác phẩm này cho quý anh em mình. Rồi anh em xem kỹ tác phẩm này nha quý anh em nha, một cây lọc vườn rất già, cây đang cho hoa, cây này thì cũng khá là nặng quý anh em, cây này phải ba người kiếm. Này nó thay một cái chậu vuông nữa thì nó sẽ đẹp hơn quý anh em. Thêm một cái chậu vuông cao hơn một tí nữa nó sẽ đẹp hơn. Chậu này thì nó hơi nặng. Đó, chậu này nó cũng chưa có hợp với cây này lắm. Rồi, anh em xem kỹ cái tác phẩm này nha. Cây lọc vườn rất già liền lạc hết nha quý anh em nha. Đó, toàn bộ là kích chuyển hết nha anh em nha. Đây này, đây kích một nhát này, anh em nhìn kỹ đó. Tại ngày xưa người ta kích một cái này, ta chuyển này.
Rồi này tiếp một 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 nhà một khác nữa này, này cái chuyện này bây giờ nó cũng liền luôn rồi này, đó phía bên trên này, này. Đây một cái, đây một cái này liền rồi này, đây cách chuyển ra ngoài này một cái nữa này, liền rồi này, cách lên trên này coi làm mà khá tỉ mỉ và lâu năm nha quý niệm nha. Hoa nó thì mạch hoa này thì rất là đẹp, coi cũng đang cho hoa luôn nha quý niệm. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho nhà vườn. Cái này bưng về thì bữa nay anh em mình chơi thì hoa cũng hơi bị nhiều quá. Nó cũng đang còn hoa nhiều, giòi hoa đang mầm mầm ra rất là nhiều rồi nha quý anh em nha. Đang mầm hoa ra rất là nhiều luôn. Rồi, em anh em xem kỹ nha, coi nha quý anh em nha. Coi này nó đẹp hai mạch nha quý anh em nha. Tí nữa sẽ quay một vòng qua bên kia để cho anh Phú lìa cái phía bên này luôn. Để quý anh em xem kỹ luôn được hai mạch của nó. Rồi, Rồi. em báo kích thước. Rồi em xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm Lộc Vườn này. Cây Lộc Vườn dáng huyền nha quý anh em nha. Cây dáng huyền. Cái này hành bờ của nó là 1m3 nha quý anh em nha. 1,3 hoành Hành bờ đế. 1m30. Thành thân là đo thân này chứ không có đo cái biếu này nha quý anh em nha. Nhà vườn không có đo cái củ tỏi cái củ biếu này là 80 quý anh em. 80. 80. Nếu mà đo cái củ biếu này là tới 90 lận quý anh em. Đó, đo phần thân không là 80. Chiều cao của cây là 72 nha quý anh em nha. Chiều cao là 72. Kèo 72. Đò 8. Tán độ của nó là 1m48 nha quý anh em nha. 1,48 m. Tán độ là 1m48. Đang nằm trong một cái chiếc chậu tròn. Có đường kính củ bì là 55 nha quý anh em nha. 55. 55. Cái chậu tròn củ bì 55. Củ bì 55 cao khoảng tầm 40 quý anh em. Cao khoảng 38 á. Đó một tác phẩm Lộc Vườn rất già nha quý anh em nha. Cây đang cho hoa. Rồi, quý anh em xem coi nha. Để em quay qua mặt bên này. Đó. Vườn nó hơi chật tí nha quý anh em nha. Nên anh em mình xem giúp nhà vườn. Đó. Rồi, anh em anh Phú quay lìa dùm cái mặt bên này cho anh em xem luôn mình. Cây rất già nha quý anh em nha. Cây già nứt hết rồi. Đây là phần mà độc đáo như thế này. Đây này nó không được có cái biếu nữa quý anh em. Rất là đẹp. Rồi. Anh em ngắm kỹ tác phẩm này nha. Anh em ngắm kỹ tác phẩm Lộc Vườn này. Cây Lộc Vườn rất là độc đáo. Rồi anh em nào yêu thích tác phẩm này thì nhà vườn xin phép giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước là giá 26 triệu nha quý anh em nha. 26 triệu. Dạ, 26 triệu giao lưu giá tại vườn nha quý anh em. Giao lưu tại vườn. Dạ, giao lưu tại vườn cho quý anh em mình cây Lộc Vườn là giá 26 triệu. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh em nha. Đó, cây Lộc Vườn là giá cũng rất là hợp lý đó quý anh em. Đó, anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc cho quý anh em mình. Anh em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để sở hữu tác phẩm này. Rồi. Anh em ngắm kỹ coi nha quý anh em nha, coi đẹp hai mạch nha. Tay cành được làm côn cúc hết nha quý anh em nha. Cái này mình chơi hoa rồi hết mùa hoa thì nó bung lọc ra nó cũng rất là đẹp nha. Dòng này đọt có màu đỏ. Tiếp theo là một tác phẩm quê quý anh em. Cây sakura lá kim tác phẩm là xanh. lá rất rất là bé nha quý anh em nha, đọt đỏ. Cây phải nói là được làm quá là ok luôn quý anh em. Đây cả côn hết. Toàn bộ là móng rồng hết nha anh em nha. Bề chân thì
chân thì khỏi nói rồi, cây này nó rịt, nó ôm một cái chậu này là cái chậu Champa, chậu gốm Champa xưa quý anh em. Nó ôm trong cái lồng này là một chiếc chậu gốm Champa, chiếc chậu xưa đó, là cây này nó có cái tuổi đời rất là lâu năm rồi nè. Dàn này thì giờ mình đưa kéo vào bấm là cốc cốc hết rồi nè đó. Dàn này thì giờ đưa kéo vào thì bấm thì khỏi nói rồi, quá cứng. Tay cành thì được làm theo lối móng rồng hết. Cây này là một cây của một anh em đã chơi, đã giữ, tôi nói rất là ok này. Nó mới không có bị phá cây và nó giữ được những cái nét. Cây nó được hoàn thiện như thế này. Cây đít bộ ngọn chỉ được làm theo lối mới. Tay cành làm rất là rõ ràng. Đó, còn về đế thì tan chảy hết rồi quý vị. Tay cành rất là quyện với coi cốt cách là từ tay một đây quý anh em, tay một đóng to, tay hai nhỏ dần, cành phong nhỏ hơn đó, gió còn ta hiểu tiền hậu làm rất là bài bản quý anh em. Cây xương dâm phải nói là chấm hết luôn quý anh em, cây già kinh khủng luôn, cây rất già. Nổi cốm hết toàn bộ nha quý anh em nha, ra tới tất cả các cái đầu xương dâm này cục cục hết này. Ta anh em nhìn người ta cách ta chuyển coi dễ sợ luôn, rất độc đáo cái gì, cái xanh nó rất độc đáo, xanh Nam Điền mà nếu mà để làm cái bộ dâm như thế này á thì không cũng không là khó lắm nha quý anh em, nhưng mà riêng xanh quê nha, riêng xanh quê mà để mà có được cái bộ dâm như thế này thì không phải là đơn giản đâu, xanh quê mà nó mà cách mà lơ mơ là nắng là nó bị cháy anh em, mà nếu mà trời mưa á, gặp mưa là nó bị úng á, nên là cái xanh quê mà để mà đạt tới cái độ già cỡ này rồi thì phải nói là chấm hết luôn. Giờ mình chỉ chơi rồi cái lệch lá rồi cái bắt đầu bấm thì chơi thôi chứ cũng không có phải làm nhiều nữa, em cứ xem cho nó tỉ mỉ hết những cái đường gọi là đây, nó đang ôm của chậu gốm Champa xưa này quý vị, chậu này chậu Champa em có khui ngày qua kia khui cái phòng này nó ôm của chậu gốm tan chảy hết quý vị, chảy mà nó bờ nó chảy là tràn hết cái chậu này, nó sợ xuống này coi này, theo thời gian nó biến coi rất độc đáo, giờ nó đang gọi là đang lên mấy cái nu rồi nè, lên mấy cái nu rồi. Già quá nó đục lên mấy cục nu. Rồi, em báo kích thước. Rồi, anh em xem thử coi nha. Tay cầm cái này là giờ cũng đu lên luôn anh Tí xíu nữa thành phố quay hai mặt cho quý vị em. xem. Xin nhờ gì đó. Giờ em báo kích thước. Rồi bây giờ em xin phép đo cái hành bờ coi nha quý anh em nha. Tầm 4 người bê chắc cũng Đây này nặng. là cây thả nước cho quý anh em nha. Cây thả nước mà là nó bị vỡ cái chậu nên là tôi bỏ rửa vào cái chậu này. Cây này là cây anh em sẽ chơi nước á. Cây là 2,5 m quý anh em. Nó là 2,5 m nha quý anh em Hai nha. mét 50 hoàn đế. Đấy là 2,5 m. Rồi em xin phép đo cái cụm ở phía trên này nhú này nha, cái phòng mà phía trên này mét rưỡi nha quý anh nha, 1,5 m. 53 thôi, đo mét rưỡi cho anh em mình mường tượng thôi, 1,5 m đo phần ấy cổ eo trên này như quý anh em nha, phần cổ eo là 53 nha quý anh em nha, 53 hoành cổ eo 53 cổ em. cao từ mặt chậu lên nha, mét 3 nha quý anh em nha, 1,3 m chiều cao mét 3. tính từ mặt chậu và tán ngang. Tán ngang là 1,4 m nha quý anh em nha. 1,4 m Tán ngang là là 1,4 m. 8. Rồi, em báo luôn cái chậu luôn. Đây đang nằm trong một cái chậu đá mài. Đó,
đường kính 1m1 nha quý anh em nha. Chiều dài Chiều mét dài là mốt. 1m1. Chiều ngang. Chiều ngang là 70 quý anh em. 70 nhân cho 1m1. Dạ. À, tác phẩm này thì anh em nào yêu thích thì cứ alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại trên màn hình. Anh em mình chúng ta thương lượng về giá nha quý anh em nha. Thì cũng có một số anh em dân lái buôn bán với nhau còn giá kín nên là anh em mình thông cảm. Rồi. Anh em nào yêu thích tác phẩm này tác phẩm xanh em không báo giá. Nếu quý anh em, quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có yêu thích, có nhà ý thì liên hệ cùng em thông qua số điện thoại. Cái này thì giá cũng hợp lý luôn anh em. Cái này giá cũng hợp lý cho anh em mình không có ngại gì đâu. Anh em mình cứ liên hệ với nhà vườn. Qua số điện thoại đó thì trên màn hình cho quý anh em nha. Cây xanh rất chè, rất là đáng để anh em mình nếu mà anh em chơi rất cũng rất đáng để anh em mình sở hữu những tác phẩm thế này quý anh em. Tay cành làm vào. Rồi, một lần nữa Thanh Phú xin nhắc lại là tác phẩm xanh này quý vị cùng anh chị em mình có nhà ý thì hãy liên hệ thông qua số điện thoại có trên màn hình để gọi điện trực tiếp gặp em trao đổi về giá cả. Rất mong quý vị cùng anh chị em mình cũng thông cảm cho tác phẩm xanh này em không báo giá. Rồi, mời quý vị cùng anh chị em mình cùng ngắm mặt thứ hai, tức là mặt phía sau. À, đây là cái mạch sau của coi này quý anh em. Anh em ngắm kỹ coi này, nó đẹp bốn mạch luôn. Đó. Mạch tiền cũng đẹp mà mạch hậu cũng đẹp nha quý anh em nha. Cái đây là cái mạch hậu, cái mạch sau của coi này. Đó, mạch hậu nó cũng đẹp cũng giống như mạch tiền luôn. Đây là mạch tiền nó mở thì nó rõ ràng, còn cái mạch hậu phía sau vẫn rất là đẹp nha quý anh em nha. Hậu phía sau cũng con này nói chung là con này là đẹp bốn mạch luôn. Tất cả những cái chân móng này quý anh em. Cái chân bệ ra là nó xuống mông rồng hết nha quý anh em nha. Chân ra là tất cả nó có đá hết nha. Có nút máy tiền đá này hết. Riệt hết. Đó. Con này nó độc đáo được ở nhiều điểm đó. Cái xanh như thế này mà nó có những cái tổ trời già như thế này còn giữ được phong độ như thế này cũng không phải là đơn giản như thế gọi là rừng càng già càng cây anh Phú hả? Đúng rồi. À, chương trình báo giá của tuần này thì thời lượng chương trình cũng đã tương đối dài rồi quý anh em nên là nhà vườn cảnh bonsai cũng xin dừng cuốn video tại đây. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn kênh của anh Thành Phú đã tạo điều kiện cho nhà vườn được xích lại gần nhau hơn đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước và được giới thiệu những tác phẩm của vườn nhà đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Xin cảm ơn tất cả quý anh em đã dành thời gian của mình để theo dõi cuốn video. Một lần nữa nhà vườn cảnh bonsai chúc tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ lựa chọn cho mình những tác phẩm ưng ý để về trưng bày cho vườn nhà của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh em trong cuốn video mới nhất ạ. Rồi, chào em. Rồi, thời lượng video thì khá dài. Thanh Phú xin phép dừng lại chị em cuốn video kế tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh. Bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới nhất. Rồi, xin chào quý vị.